xin thay mặt cho tất cả anh chị em Mạnh Thường Quân xin phép được trao cái số tiền 50 triệu cho anh bên mặt trận xã để cất nhà cho chú ở đây. Dạ. Trước tiên thì cũng xin thay mặt cho Đảng ủy và nhân dân, Ủy ban nhân dân với mặt trận Tổ quốc xã thì xin ghi nhận cái tấm lòng của đài truyền hình cái chương trình Máy Ấm ATV. Và đó là cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hoa hậu ca sĩ Kim Thoa và ca sĩ Phú Quý cùng các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng chính quyền địa phương để mà giúp đỡ cho có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương có được một cái máy ấm lành lặn. Thì cũng thay mặt chính quyền thì cũng xin nhận cái số tiền này và cũng xin hứa là sẽ kiểm tra đôn đốc đối với cái đơn vị thi công để mà sớm hoàn thành căn nhà cho chú có máy ấm để mà an cư lạc nghiệp. Là vận động các Mạnh Thường Quân là quyên góp để là các anh em Mạnh Thường Quân rồi những fan của Kim Thoa Phú Quý cùng với khán giả ngay cả trong nước và ngoài nước thì cũng có đóng góp lại thì được một cái số tiền đó là 50 triệu để về cất một lại một cái căn nhà như là một cái máy ấm cho cô chú để bớt thêm cái phần nào lo lắng để tập trung để lo bệnh cho cô và chú không khỏi cái phân tâm tới việc mà khi mà mưa gió rồi nhà cửa như thế này thế kia để có thể là tâm trí còn cái tâm trí vững vàng hơn xíu để vui vẻ để kiếm thêm chút đỉnh thu nhập để mưu sinh để cùng lo lắng cho cô được sức khỏe tốt hơn. Dạ. Giờ thì cũng xin chào chú. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì cũng thông qua chương trình này cũng Kim Thoa cùng với ca sĩ Phú Quý xin tri ân và chân thành cảm ơn tất cả các fan của Kim Thoa Phú Quý, khán giả trong nước và ngoài nước, tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân đã chung tay đóng góp, chia sẻ và thực hiện cái tấm lòng lá lành đùm lá rách, xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Một, hai, ba. Rồi, chúc mừng chú.